Thưa quý vị, Ngọc Trinh là cái tên luôn gây sức hút trong làng giải trí Việt, nhưng cũng gây ra nhiều tranh luận trái chiều từ những trang phục cô mặc, những phát ngôn hay bất kể cái gì liên quan đến cô. Mới đây khi những hình của Ngọc Trinh quảng cáo cho một trang web bán sách nổi tiếng xuất hiện, ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối của nhiều khách hàng. Họ cho rằng người mẫu vòng eo 56 không phù hợp với sản phẩm mà cô đang quảng cáo. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng chính sự táo bạo và cách làm việc khác biệt của nhà quảng cáo đã giúp cho thương hiệu được nhiều người biết đến hơn. Còn những người trong cuộc thì sao? Họ đánh giá sao về quảng cáo này? Và đâu là ranh giới trong việc sử dụng các yếu tố sốc, sex trong các chiến dịch truyền thông? Để trả lời những câu hỏi này, chúng tôi đã mời tới trường quay ngày hôm nay chuyên gia Trần Anh Tú. Anh Tú hiện đang là giám đốc chiến lược của tổ hợp truyền thông Liên Tinh Interstellar, một trong những marketing agency hàng đầu tại Việt Nam. Và ngoài ra thì anh Trần Anh Tú còn là chủ tịch câu lạc bộ tiếp thị và truyền thông Việt Nam VMCC. Lời đầu tiên thì xin được cảm ơn anh Tú đã nhận lời tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chúng ta có thể thấy ở trên màn hình đây chính là hình ảnh trong quảng cáo gây nhiều tranh cãi mà mọi người đang nói tới của người đẹp Ngọc Trinh những ngày qua. Nó được sử dụng để quảng cáo cho đợt khuyến mại lớn của một trang web bán sách từ ngày 9 tháng 11 đến 12 tháng 11. Ngay từ trước khi đợt khuyến mại bắt đầu, fanpage của dịch vụ này đã đăng ảnh Ngọc Trinh với đồng hồ đếm ngược nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng. Có lẽ là Linh muốn hỏi anh Tú điều đầu tiên là một chuyên gia về quảng cáo, anh đánh giá sao về chiến dịch này ạ? Thực ra thì đứng về góc độ chuyên gia thì mình đánh giá cái quảng cáo này tương đối là tốt. Tuy nhiên là tốt ở cái góc độ là nó khá là phù hợp với lại cái đối tượng khách hàng trẻ, cái đối tượng mà mua sắm chính ở trên trang web Tiki, gặp phải một số các cái phản đối cũng là cái điều dễ hiểu, bởi vì là ngoài những cái đối tượng trẻ thì cũng có những cái anh chị lớn tuổi hay là những cái người mà thuộc mình gọi là văn hóa hơi cũ một chút, thì là mọi người chưa quen với những cái hình ảnh mà nó mang tính gọi là xốc xếch thì mọi người sẽ nghĩ là nó hơi phản cảm. Tuy nhiên là nếu mà đánh giá cá nhân như chúng ta nhìn trên cái hình ảnh này thì cũng không có gì quá phản cảm, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ ngày nay chúng ta nhìn nhận thì nó cởi mở hơn. Đấy thì về mặt chuyên gia, về mặt cá nhân thì tôi nghĩ là nó cũng chưa có vấn đề gì. Còn nó hiệu quả thực sự như thế nào thì chúng ta có lẽ là sẽ phải trao đổi kỹ với lại bên Tiki, là cái bên mà chủ quản phát ra cái hình quảng cáo này. Vâng, rõ ràng là hiệu quả, vì đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe cái tên trang web này và chúng ta đang nói về cái đúng tên rồi, này có đúng không ạ? Ở một góc độ nào đó thì cũng đã thành công. Và tôi cũng muốn hỏi anh Tú là bất cứ một chiến dịch quảng cáo nào chúng ta đều muốn truyền tải một cái thông điệp hoặc muốn đạt được một mục đích nào đó trong cái quảng cáo. Vậy theo anh, cái quảng cáo này, cái thông điệp và mục đích mà bên Tiki muốn truyền tải tới người tiêu dùng là gì ạ? Đối với lại cái thông điệp quảng cáo thì khi mà chúng ta nhìn vào hình ảnh cũng như là nhìn vào thông điệp ấy thì cũng tương đối dễ nhận ra là bên trang web họ muốn truyền tải cái thông điệp là khi mà vào đây thì nó rất là vui, nó rất là cởi mở, chúng ta có thể là có nhiều các cái đơn hàng hay ho, hay là những cái discount khuyến mại giảm giá vui hay ho, thì đấy là cái cách mà họ đang sử dụng hình ảnh của Ngọc Trinh để tạo ra một cái sự cởi mở, một cái sự mà chúng ta cảm thấy là nó vui. Thì đấy là một cái mà Tiki như tôi biết là đã làm nhiều năm nay. Những năm trước thì họ có những cái campaign như là tháng cô hồn, thì họ có cái giật cô hồn, thì rất là nhiều các cái bạn mua hàng thì đã lao vào khi mà quảng cáo, có những cái chương trình quảng cáo như vậy. Nó là một cái offline nhưng người ta đưa nó lên online, thì khi mà chúng ta nhìn thấy những cái quảng cáo như thế này thì chúng ta sẽ thấy nó rất là open, nó rất là fun, rất là vui. Vâng, tức là văn hóa của Tiki đã là nhiều bao lâu nay họ cũng đã sử dụng các cái quảng cáo rất là độc đáo rồi đúng không ạ? Và tôi thấy hiện tại doanh nghiệp đang đứng ở bị giằng xé giữa hai bên. Một là họ sẽ phải sử dụng các cái quảng cáo gây sốc để hút khách về với mình với cái sự cạnh tranh như bây giờ. Một, hai là họ sử dụng phương án rất là an toàn nhưng mà khá là tẻ nhạt như truyền thống. Thì theo anh là trong cái trường hợp của Tiki trong việc sử dụng Ngọc Trinh đi là để là gương mặt quảng cáo thì họ đang đạt được những cái điều gì cụ thể và họ phải đối mặt với những rủi ro như thế nào ạ? Đứng về mặt hiệu quả truyền thông cũng như hiệu quả về mặt kinh tế mà nói thì họ đang sử dụng một cái chiêu bài rất là thông minh. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà sử dụng hình ảnh Ngọc Trinh như thế này thì tạo ra được một cái hiệu ứng truyền thông. Chúng ta đang nói về nó, đấy là một dạng hiệu ứng truyền thông. Trong khi đó hai cái đối thủ mà có cái sự đầu tư của nước ngoài là Lazada và Shopee thì họ, chúng ta phải nói là dùng tiền tấn để quảng cáo. Trong khi đó Tiki thì chỉ cần một cái động tác rất là đơn giản là thuê Ngọc Trinh chụp một vài các cái photo shooting là ngay lập tức là đã có được một cái độ reach rất là lớn, tức là rất là nhiều người biết, có thể là những cái người chưa biết đến cũng nghe là đã thấy tò mò là không biết là Ngọc Trinh làm gì ở trên cái website này. Trong khi đó những cái website kia thì họ chỉ có cái hình ảnh rất là đơn giản thôi, là ngày 11 tháng 11 này chúng tôi sẽ có rất là nhiều sale khuyến mại giảm giá. Bên Shopee thì có sử dụng là hình ảnh Sơn Tùng, đấy cũng là một cách rất là thông minh, nhưng tuy nhiên là bên đó thì cái tài chính của
nguồn tài chính của họ lớn hơn là của bên Tiki rất nhiều. Thì với cái vị thế của Tiki làm như vậy đang tương đối là thông minh, họ cũng khó có cái cách nào khác, bởi vì nếu mà đọ về mặt tài chính quảng cáo thì họ sẽ không đọ được với những đơn vị kia. Vâng, từ trước đến nay thì việc sử dụng các yếu tố gây sốc, đặc biệt là các yếu tố liên quan tới hấp dẫn giới tính, thậm chí là cả tình dục để quảng cáo thì nó rất là phổ biến ở trên thế giới. Vậy thì thông thường người ta sẽ sử dụng những cái yếu tố đó trong sản quảng cáo những cái dòng sản phẩm nào, và có một cái câu chuyện, một cái ví dụ cụ thể nào về việc người ta đã sử dụng rất thành công cái yếu tố này không ạ? Có một số các cái ví dụ tương đối là kinh điển trên thế giới, thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái nhãn hàng mà chúng ta nói là đấy là nhãn hàng rất lớn, thì họ vẫn sử dụng những cái hình ảnh mà chúng ta gọi là quảng cáo có cái tính gợi cảm, như là Heineken hay Bud Light. Việt Nam thì có một số đơn vị sử dụng như là Nu Skin chẳng hạn. Sau đó thì họ đã tạo ra được cái tiếng vang ở trên thị trường, đặc biệt là đối với thị trường Việt Nam thì nó là những cái văn hóa rất là mới, thế cho nên là mọi người một cách tự nhiên mọi người sẽ chú ý, mọi người sẽ tò mò đến nó. Còn đối với lại trên thế giới thì cái chuyện đó nó cũng tương đối là bình thường. Họ không quá cầu kỳ hay là e ngại trong cái chuyện là đưa ra những cái hình ảnh như thế. Họ phát được trên sóng truyền hình TV, nhưng mà như cái quảng cáo Nu Skin chúng ta vừa mới nhìn thấy thì không được phát trên TV. Vâng, nhưng mà những cái quảng cáo mà sử dụng cái yếu tố liên quan tới hấp dẫn giới tính đó thì họ sẽ thường là những cái dòng sản phẩm nào sẽ dùng nhiều nhất, và họ hướng tới cái đối tượng tiêu dùng là như thế nào? Các cái dòng sản phẩm thường thì có hai cái loại dòng sản phẩm. Một là trực tiếp liên quan đến cái chúng ta gọi là đời sống tình dục, hoặc là ăn mặc cá nhân giống như là nội y, thì được sử dụng rất nhiều. Như sản phẩm chúng ta vừa nhìn thấy thì là liên quan đến mỹ phẩm dành cho nữ, đấy cũng là một cái dòng sản phẩm mà hay sử dụng. Tuy nhiên lại còn một cái nhóm sản phẩm khác nữa, bởi vì là khi mà chúng ta sử dụng cái sex appeal, có nghĩa là cái hấp dẫn về giới tính ấy, thì thường là nam sẽ thu hút hơn. Thì những cái sản phẩm như chúng ta vừa nhìn thấy đấy là quảng cáo bia chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy là đấy là một cái rất là thu hút đối với lại đàn ông. Thể thao hay là một số các cái sản phẩm khác dành cho đàn ông, lăn nách khử mùi cũng là những cái mà rất là hay được sử dụng cái yếu tố giới tính trong quảng cáo. Chúng ta sẽ không thấy xa lạ với những cái quảng cáo như vậy ở trên truyền hình đúng không ạ? Và rất thực sự là rất là bắt mắt, dù là phái nam hay phái nữ nhìn những hình ảnh đẹp như vậy, về cơ thể như vậy thì ai cũng dễ bị hấp dẫn. Nhưng mà cái gì thì có lẽ là cũng giống như một con dao hai lưỡi thôi đúng không ạ? Và đặc biệt là với những cái hình ảnh mang tính có nhạy cảm, thì có một cái câu chuyện nào về một cái trường hợp nào mà đã bị hiệu ứng ngược từ việc sử dụng những cái hình ảnh, những cái yếu tố mang tính hấp dẫn giới tính trong quảng cáo? Dao hai lưỡi thì dùng thì lúc nào cũng sẽ có người đứt tay. Và có lẽ là nếu đối với giới truyền thông thì gần đây nhất bị đứt tay đấy là Trần Anh khi mà đưa ra một cái campaign có các cái bạn nữ mặc bikini dắt xe cho khách hay là mời khách vào trong cửa hàng, mặc dù sau đấy họ từ chối, họ không nói là đấy là do họ dựng lên, nhưng mà sau đấy thì cộng đồng đã nhận ra và đã phản đối rất là nhiều đối với lại cái thương hiệu này. Thực ra thì nó là có thể là do cái cách họ làm, hoặc là do cái thời điểm đấy nó chưa đúng. Còn đối với lại một số các cái nhãn hàng khác trên thế giới, thậm chí chúng ta thấy là có những cái cà phê mặc bikini thì cũng không có vấn đề gì, nhưng mà tuy nhiên đối với Trần Anh ở trong cái campaign này thì họ đã bị con dao hai lưỡi đấy cứa đứt tay. Vâng, vậy anh có thể chia sẻ là cái công thức để chúng ta sử dụng gọi là cái hấp dẫn giới tính trong việc quảng cáo thì là như thế nào để làm sao tránh cái việc bị đứt tay như vậy ạ? Cái nếu mà nói về công thức thì thực ra sẽ không có công thức chuẩn, bởi vì là dùng dao hai lưỡi mà sẽ rất là khó có công thức. Tuy nhiên là có một số các cái lưu ý đối với nhãn hàng. Thứ nhất là khi mà mình sử dụng những hình ảnh đấy thì tránh nó ảnh hưởng đến cái lõi sản phẩm của mình. Có nghĩa là nếu mà sản phẩm của mình không liên quan gì đến những cái vấn đề đạo đức hay là những cái vấn đề về giới tính, phân biệt chủng tộc giới tính chẳng hạn, thì chúng ta tránh những cái đó, chúng ta không sử dụng. Cái nữa là tùy vào từng thời điểm, cũng như là tùy vào văn hóa của từng vùng miền, từng địa phương. Ví dụ như ở Việt Nam thì cái chuyện nói đến sex trong quảng cáo nó vẫn còn là một cái gì đấy gợn. Nhưng mà đấy là đối với lại nhóm khách hàng tầm khoảng 40 tuổi trở lên. Còn đối với nhóm khách hàng mà từ 35-30 trở xuống thì chúng ta lại thấy những chuyện đó hết sức là bình thường rồi. Thế cho nên nó phụ thuộc vào văn hóa và vùng miền. Thì cái người làm quảng cáo các bạn sẽ phải chú ý rất kỹ trong cái chuyện là cái đối tượng khách hàng mục tiêu của mình là ai. Nếu nó là đối tượng khách hàng đúng mà mình sử dụng đúng thì nó sẽ rất là có lợi. Dạ vâng, vậy theo anh trong trường hợp của quảng cáo của Tiki này với Ngọc Trinh, mặc dù chúng ta có thể nói là đến giờ này hiệu ứng về truyền thông là thành công, thế nhưng mà chúng ta liệu có cho rằng hình ảnh của Ngọc Trinh gắn liền với những cuốn sách hay không, và liệu rằng là khách hàng tiềm năng qua cái quảng cáo này họ có thật sự là những người sẽ đọc những cái cuốn sách ở trong
tiệm sách Tiki này không ạ? Cái đó là một câu hỏi rất hay. Bởi vì sao? Bởi vì là khi chúng ta nhắc đến Tiki thì một số người sẽ nhắc đến là đây là một cái trang thương mại điện tử bán sách. Tuy nhiên là Tiki trong vòng khoảng vài năm trở lại đây thì đã định vị là không phải là chỉ bán sách nữa rồi. Tức là họ giống như Amazon, họ bán đầy đủ các cái mặt hàng mà tiêu dùng hàng ngày. Thế cho nên là tôi nghĩ là trong cái trường hợp này ấy, thì Tiki vẫn là đang sử dụng một cách tương đối là thông minh. Sách nó chỉ là một phần nhỏ của Tiki bây giờ thôi, và họ bán rất nhiều các cái dòng sản phẩm khác, và như thế đây như trong hình chúng ta nhìn thấy cũng rất là nhiều cái dòng sản phẩm khác chứ không phải là chỉ đơn thuần là sách nữa. Thế cho nên nếu mà nói là Ngọc Trinh quảng cáo sách thì hơi oan. Vâng, xin cảm ơn anh Trần Anh Tú rất nhiều. Thưa quý vị, ngày nay mọi sản phẩm truyền thông đều đề cao yếu tố cảm xúc và tạo cảm xúc cho người xem, quảng cáo cũng không phải là ngoại lệ. Không phủ nhận những hình ảnh nóng bỏng rất hút mắt và gây chú ý, nhưng thu hút đông đảo người xem cũng là một yếu tố quan trọng chứ không phải là yếu tố cốt lõi để đem đến thành công cho một quảng cáo. Chính đặc tính ưu việt và thông điệp ý nghĩa mới là điều đi vào tâm trí khách hàng. Các nhà sản xuất có thể sử dụng yếu tố hấp dẫn giới tính như thứ gia vị làm quảng cáo thêm mặn mà, chứ đừng nên coi nó như một món chính, bởi quan trọng hơn hết vẫn là chất lượng sản phẩm và dịch vụ.